À, xin chào các bạn nha. Nay mình giới thiệu với các bạn này, còn sót lại một con chó cá nha các bạn nha. Con này nay là nó được 9 kg rồi nha các bạn nha. Con này được 9 kg này này. Hóa cái nó đổ. Mình đã tiêm phòng 2 mũi rồi nhé các bạn nha. Đây, cái cân này là nó là 150 kg nha các bạn nha. Cái này nó là 10 kg rưỡi này. Cái này trừ đi ký rưỡi. Mình ở Long Khánh, Đồng Nai nha. Con này mình đã tiêm phát sinh 2 mũi rồi nha các bạn nha. Ai có nhu cầu mua con chó này thì alo cho mình nha. Con này con cá nha các bạn. Không có tật lỗi gì nha. Đâu 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 hoa để đây. Bỏ đứng xa ra, đứng xa đây để coi lại cái cân coi. Cái này là 1,5 kg nha các bạn nha. Rồi mình vừa bỏ lên cân coi, bỏ bên đây, bên đây, bỏ tay đây, bỏ tay đây coi. Đây nó là 9, nó là 10,5 kg này các bạn này. Đó. Thì con này nó được 9 kg nha các bạn nha. Cái này là mình đã tiêm phòng phát sinh 2 mũi rồi nha. Mình ở Long Khánh, Đồng Nai nha các bạn. Cái này là mình có ship tất cả các tỉnh miền Tây nha và miền Bắc nha, gọi là trong nước á. À, ai có nhu cầu mà mua con này thì kết bạn Zalo với mình quay lại cho coi trực tiếp nha các bạn nha. Con này không có tật lỗi gì nha các bạn nha. Nó vẫn còn là lông sữa nha các bạn nha, chó còn non nha. Rồi, xin chào các bạn.